Chào các bác, em giới thiệu con rửa bát Panasonic NPTM-E7. Trước này em báo giá luôn, bên em bán thì tất cả là đều báo giá công khai, nên các bác chịu khó xem clip ạ. Có lúc thì em báo giá đầu, lúc thì giữa, nói chung lung tung, cũng nhiều khi không nhớ lắm. Để con này thì em báo giá luôn, bán là 2,9 triệu nhé, bảo hành cho các bác 2 năm. Các bác lưu ý là mấy cái dòng TM, TL em bảo hành cho các bác 2 năm để yên tâm sử dụng nhé. Cái dòng này là siêu lành bền cho nên bảo hành các bác yên tâm, gần như là chẳng bao phải lo nghĩ gì cả. Đấy. Bảo hành 2 năm cho con TME7. Đây là hai số điện thoại bên em ạ. Đấy, hai kênh YouTube nhé. Các bác xem kênh thì ấn đăng ký kênh ủng hộ bên em ạ. Cho em xin một like. Một con TME7 hình thức khá là đẹp. Đã làm sạch sẽ, vệ sinh mặt mũi tinh tươm. Mã số 1 bên ngoài. Rất là đẹp luôn nhé. TME7. Rửa tiêu chuẩn nước nóng 80 độ C, thời gian sấy 30, kèm giữ khô bát đũa. Nói chung là tất cả các máy rửa bát này đều tính năng giống nhau. Đấy, có chế độ sấy riêng biệt, chỉ sấy là không rửa nhé. Các bạn đây này, và nhìn cái chữ cuối cùng là như hình số 4 này, đấy nó là chỉ sấy đấy. Đấy, chỉ sấy này, đó mình chọn thời gian sấy nhé. Con này nội thất rất là sạch sẽ các bác. Mua máy rửa bát thì các bác cứ chọn cái nội thất này sạch sẽ. Nội thất rất là mới luôn nhé. Khung viền này inox, nhựa này nhựa chịu nhiệt của Nhật, thì hàng trăm năm không mà phải lo. Đấy. Toàn inox luôn. Model may so các thứ trong nội thất rất là mới các bác, sạch sẽ nhé. Bọn này nó có cái ưu điểm là chiều cao hai cánh mở dưới, các bác nhìn ngang này. Đấy. Hai cánh mở dưới nhé. Cho nên chiều cao này nó chỉ có 60 phân thôi. Rất phù hợp cho các cái căn bếp mà hạn chế về chiều cao. Các bác có thể để âm tủ hay là để trên bệ bếp đều được. Thường thì mình để ở trên bệ bếp thì nó tiện hơn. Đấy. Còn không thì các bác để âm tủ. Máy Nhật sử dụng điện 100V, giá 2,9 triệu, chưa bao gồm phí vận chuyển, chưa bao gồm biến áp. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000, biến áp là 500.000. Mã số 1, các bác mua đọc số cho em nhé. Đấy. Bảo hành 2 năm. Chiều ngang này của máy 55 phân đấy ạ. Cảm ơn các bác.